Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Nhờ, luật sư Lo, đã xảy ra chuyện gì? À, tôi bận việc không rảnh, cô đi trước đi. Nhưng mà chúng ta đã nói trước là đi ăn cơm. Hay anh hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, cô đi trước đi. À, luật sư Lo, làm phiền anh đưa tôi tới trạm xe lửa ngầm gần đây. À, được, được. Bé Dinh có phải giống má nó hơn hay không? Nếu mà nói về tướng mạo thì mắt mũi miệng tai của nó giống Tô Tâm nhiều hơn. À, nhưng mà nếu nói về cá tính hay là hành vi, nó giống anh hơn. Dạ, chỗ này cấm lái xe vào. Làm gì vậy? Anh có thể cho tôi biết xảy ra chuyện gì hay không? Tôi có bị dị ứng hay không vậy? Khuôn mặt có bị vàng không? Không có. Không thể nào. Không thể nào. Tôi chỉ không hiểu. Không hiểu anh đang làm cái gì. Tôi muốn biết tôi có bị chứng đậu tâm hay không. Cái gì mà chứng đậu tâm? Đây là một chứng bệnh di truyền. Người bệnh sẽ có phản ứng với đậu tâm, cầu vệ sinh, lòng não. Bây giờ có không? Có bị dưỡng? Bé Dinh bị di truyền bệnh này. Bé Dinh bị bệnh đầu tâm. À,
Tôi thật không có hả? Mặt có vàng hay không? Cô hãy tới gần một chút, nhìn cho kỹ giùm tôi. Có hay không? Dưới cái nhìn ở bên ngoài, cả nhà La Hạo Lý của tôi được rất là vui, sung sướng và hạnh phúc nữa. Nhưng đầu óc của tôi bây giờ trống rỗng, chỉ nghĩ đến hai chữ thôi, là bé Dinh. Khi học câu nói đầu tiên của nó là khi nó cất tiếng kêu ba ba, má má, thiệt là khả ái. Nhưng tiếc rằng bé Dinh không phải là con ruột của tôi. Thật là mỉa mai. Nếu để người ta biết được chuyện này, họ sẽ nói sao tới tôi đây? Họ nói là La Lý Hào một thằng khờ. Cái chuyện như vậy mà đến bao nhiêu năm nay mới biết được. Vì chuyện này tôi thật sự không biết phải xử làm sao nữa. Má đã làm lẫn. Sao khuya vậy mà Lý Hậu vẫn chưa về? Nãy con gọi ba. Ê bé Vinh, đừng. Ba nhất định bận rộn mới không kịp điện thoại về. Con đừng trở ngại ổng làm việc. Hay gọi một cú điện thoại không sao, thì cũng nhắc nhở nó một chút. Đừng có chỉ lo làm việc quên cả ăn cơm. Con gọi ba. Bé Vinh. Nghe điện thoại đi. Có lẽ người nhà gọi cho anh. Alo. Ba, con ở đâu? Ba vẫn còn làm việc. Con với bà nội và má đang chờ ba ăn cơm. Chừng nào ba về? Hôm nay ba sẽ về tối một chút. Con ăn cơm trước đi nghe. Không cần chờ ba. Má à, ba biểu ăn cơm trước không cần chờ ổng. Ba, ba đang cái làm gì tới quá. Ba biết. Ba, ba. Bye bye. Về nhà đi. Họ đang ở nhà đi chờ anh. Tôi không biết làm sao nhìn mặt bé Dinh và Tổ Tâm. Chuyện này dù sao cũng phải đối diện. Tôi thấy bé Dinh thiệt vô tội. Chuyện của người lớn dù sao không nên liên lụy tới con nít. Tôi thấy anh chị hay nên bàn thảo lại. Coi như cho chị một cơ hội, hay là tự cho anh một cơ hội. Như vậy sẽ công bằng cho đôi bên. Thật ra không có chuyện gì mà giải quyết không được. Như là lúc trước quan hệ của tôi và người nhà xấu như vậy, anh cũng đã từng khuyên tôi phải quý mến người nhà của mình. Câu này đã giúp tôi rất nhiều. Thật ra anh có một gia đình ấm cúng, đừng có bỏ bê dễ dàng. Phải nên giữ cho chặt.
Tô Tâm. Anh đi về tới. Phải. Sao tối vậy? Ngày mai có dự kiện ra tòa, cho nên làm việc hơi tối. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Em hâm canh nóng cho anh. Không cần, anh không ngon miệng. Em pha nước nóng thêm dầu thơm cho anh tắm rửa nha. Thôi được, em đi nghỉ sớm đi. Anh còn nhiều việc phải làm. Thôi đừng, đã tối lắm rồi. Được rồi mà. Thôi được. À phải, em chợt nhớ ra, trước khi làm việc, anh có thể coi tranh vẽ của bé Dinh hay không? Vừa rồi nó chờ anh tới tối lắm mới chịu đi ngủ đó. Nó nói là phải cho anh coi tranh vẽ này trước, người mà nó vẽ có giống anh hay không. Siêu nhân à, anh biết không, trong thâm tâm của đứa con gái anh là siêu nhân. Còn nữa, ở bên cạnh còn có nhiều trái tim, thật khiến em hâm mộ. Em nghĩ mai này chọn chồng cho nó, sẽ chọn một người giống như là anh. À, phải rồi, đã tới cho bác sĩ lấy báo cáo khám sức khỏe của bé Dinh chưa? Có, đã lấy rồi. Nói sao? Không có gì, bác sĩ nói bé Dinh không có gì. À, thôi không cản trở anh làm việc, đừng có làm tối quá. Ừ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chào con Tố Tâm. Má, chào má. Có phải thức dậy không thấy Ly Hầu hay không? Hồi sáng này nó đã ra ngoài chung với má, bận rộn nhiều việc phải về văn phòng luật sư cho sớm. Raymond, Đậu Tâm này ăn đi. Đậu Tâm, anh đã biết tôi có chứng này mà còn đãi tôi ăn. Anh muốn chơi tôi hả? Chào luật sư Lo. Chào cô. Anh sớm quá. Cũng tới giờ rồi. Anh không có gì chứ? Ok, không sao. Làm việc nha. Ừ. À, Định. Anh hai thế nào? Má có chuyện à? Không phải má có chuyện mà là anh có chuyện. Chuyện gì? Luật sư Lo, sự xe của tôi vừa nhận được thư luật sư của người ta. Có người kiện tôi. Luật sư Lo làm ơn giúp tôi. Luật sư Lo. Đàm ở trên đó hả? Ờ, dạ phải. 30 buổi chiều đón con tan học, rồi diện cớ tới gây lộn, bắt tôi đóng cửa dẹp tiệm thì bà mới được vui. Bà không cho anh Sơn thôi, còn kêu anh đóng cửa dẹp tiệm. Hả, vậy đủ chết rồi. Khách hàng đưa xe tới đâu phải chỉ có sửa xe không thôi. Không lẽ bắt người ta chỉ có thể đổ cái cản xe, muốn Sơn kiếm tiệm khác hay sao chứ?
Tôi muốn lên coi. Dạ được, tôi đưa ông lên. Xin lỗi. Điện thoại. Alo. Quyền hả? Chuyện gì? Hả? Anh đang bàn việc với luật sư La ở xưởng xe. Alo, alo. Chị dâu, có chuyện gì? Bà nói cái chân bị dập bẻ. Bà bầu là vậy, anh hãy về với chị. Không sao, anh bàn việc từ trước đi. Phải. Được. Má chưa có biết chuyện này, đừng có nói cho bà biết. Biết. Đi đi. Xin lỗi luật sư La, là phiền ông. Bye bye. Có chừng, cẩn thận, đừng có thò ra quá. Không sao. Phải, Lý Hậu nó thiệt thích ăn bò bistec lắm. Hay là mình làm cho nó ăn ha. Chịu không? Để coi có thịt bò bistec nào ngon không. Cái này được đó. Hơn nữa nhìn vào thịt còn tươi lắm. Hay là mình lấy miếng này hả con? Tố Tâm. Hả? Sao hôm nay con cứ tâm thần hoảng hốt như vậy? Phải có chuyện gì không? Dạ không, con nghĩ là đi đâu chọn format thôi. Vậy được, con đi mua format, má chọn thịt bò. Một lát gặp mặt ở chỗ tính tiền, được không? Dạ được. Có đến bác sĩ lấy báo cáo sức khỏe của bé Vinh chưa? Có. Nói sao? Bác sĩ nói bé Vinh không có gì mà. Bà cụ bà không gì chứ? Chân của bà đau lắm hả? Để tôi đỡ giùm bà. Ây da, không sao. Là mình rách giùm, là mình rách giùm. Má có sao không? Đau quá. Vậy à? Cô Hai à, lúc nãy má chồng của cô kiếm cô khắp nơi, tôi giúp bà kêu cô lại, càng kêu cô càng bỏ chạy, bà muốn rượt theo cho nên bị chặt chân. Cảm ơn nhiều. Không gì. Cẩn thận chút nha bà cụ. Bye bye. Bye bye. Con đưa má đi bác sĩ. Sandwich trứng gà xúc xích. Cảm ơn. Ăn chút nha. Tôi không đói, uống nước là được. Cô không ăn thì giúp anh cô không nổi đâu.
Vừa rồi chúng ta cũng đã có lên trển quầy, còn có thể làm cái gì? Thấu hiểu tập quán sinh hoạt của bà Đàm sẽ giúp ích cho việc phân tích án tình. Cô đừng có tưởng là tôi diễn cớ đến đây để lấn né vấn đề cá nhân của tôi. Tôi không có gì đâu. Bà Đàm chào. Mời bên này. Ngồi xuống. Hai phần cơm trưa như cũ hả? Đâu có phải lần đầu tiên mà còn hỏi. Tới ngày. Nè, đó là bà Đàm đó hả? Sao anh biết trước bà sẽ tới đi? Tôi không có để ý tới thùng rác của bà có nhiều vé số cá ngựa hay sao. Còn nữa, cái quạt thông hơi ở nhà bếp của bà hoàn toàn không có nhích dòng khói, chứng tỏ bà không có thích làm bếp nên thường phải tới tiệm ăn đi ăn. Nè, còn viết cái gì? Viết chữ như cái gì vậy? Có biết tuần sau là thi cử không? Nếu không lấy được điểm 10 được hồng má cho con cơm nữa. Nè bà Đàm, đừng có giận dữ quá. Để cho nó ăn xong rồi làm cũng được. Đợt này tôi mà trúng ba chi cả 10 triệu thì thiệt khỏi phải làm. Vậy là phải thắng đó, còn phải thắng lớn nữa. Nè, nói vậy là đúng rồi. Anh biết không, dạo này tôi bị thua thảm thương, thua tới nỗi bán con cũng không xong. Không đâu, không đâu, tối nay nhất định sẽ ăn lại. Có bà má như vậy, làm con cũng tội nghiệp. Nè, bà không có sai đâu, mong con thành công là đúng. Tôi còn nhớ cái lần bé Vinh đi thì tôi và Tố Tâm rất là khẩn trương, lo đến đổi ngủ không được. Cũng may là nó thông minh, không cần quá lo lắng. Bé Vinh là đứa bé thông minh, con ruột hay không cũng không quan trọng. Sorry. Bắt người ta giật đồ, giật đồ. Đưa đây, 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 đưa đây. Không gì, ok. Mừng vậy. Không sao chứ? Không sao. Cảm ơn. Luật sư Lo, thế nào? Bị thương nhẹ thôi, không có sao đâu. Chị không cần báo với người nhà. Chuyện nhỏ, không cần. Là luật sư. Thế là cảm ơn hôm nay ra tay. Vừa rồi đã cho khẩu cung, nếu mà cần thiết sẽ mời ông về giúp việc điều tra. Được, không sao. Cảm ơn ông. Không có gì. Là luật sư hả? Phải. Vừa rồi là anh đã bắt được tên cướp. Con anh sao rồi? Nó đâu phải là con của tôi. Thực ra tôi là nghĩa công. Hôm nay dẫn em nhỏ ở công nhân viện đi chơi. Chuyện rồi thật là nguy hiểm, làm tôi thiệt hết hồn. Tôi còn tưởng là con của anh. Tuy nó không phải là con ruột của tôi, nhưng mà nhìn thấy tụi nó trưởng thành, tình cảm sâu đậm, thiệt như là con ruột của tôi. Anh phải đi chụp X-ray đó. Được, cảm ơn. Tự nhiên. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nghĩa công với em nhỏ không phải là người thân, vậy mà cũng có thể có cảm tình thâm hậu như vậy, thiệt hiếm thấy. Vì bé Dinh, anh hãy nên bàn với Tố Tâm. Chạy hết mấy con phố bắt được tên cướp như là tập thể thao. Cứ nhiệt chuyện nghĩ đến được thông suốt rồi. Nghĩ suốt cái gì? Tôi thật nhớ tới Tố Tâm và bé Dinh. Good. Cảm ơn nha. Không có gì. Tôi về coi họ. Đi. Nè, tại cứ bà bị thương cách vậy, giống như bà nói té không? Bà bị thương nhẹ thôi. Chân của má, bác sĩ nói sao? Bác sĩ đã chụp X-ray cho má, nói mai là không đụng tới xương, chỉ là bong gân. Cũng tại em không tốt, đi chợ với má lại để cho má bị thương. Không mắc mớ tới con, tại má già lắm cẩm. Bà nội không có già chút nào. Cháu thiệt đáng thương. Phải, tay của anh sao bị thương vậy? Bắt ăn cướp. Hẹn chi điện thoại anh cả ngày mà không ai nghe. Bắt ăn cướp, nguy hiểm lắm anh có biết không? Phải, chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm. Xin lỗi nha. Con thấy không đúng, ba chị có tài giống siêu nhân. Thiệt đó hả? Vậy thì thưởng cho ba anh đi. Ba cũng thưởng cho con nè. Bây giờ đừng có giỡn nữa, tay của ba đang bị thương đó, biết không?
À, anh không sao. Thật ra vừa rồi con cổng má đón xe đi nhà thương cũng bị trật chân té. Đầu gối có đau, có bị thương không? Không gì không gì. Quan trọng là cả nhà được bình yên vui vẻ là được rồi, đúng không bé Vinh? Cái ngoan con bà nội. Ngoan. Chờ ba chờ má, bây giờ tới bà má. Còn nhiều chuyện quá. Hả? Ông Chuyển, văn kiện này ông phải ký tên. Cái tên này cũng thiệt tham lam. Cái nhà mà ông chọn trong tất cả nhà của mình là loại cao cấp nhất. Mấy việc còn lại phải theo cho sát, cẩn thận một chút. Yên tâm. Đem giấy tờ này tới cho bán nhà cho ông Trịnh dùng. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Nè, dạ, được rồi, hẹn gặp sau. Thế nào dạ, cảm ơn. Con lại giùm. Cảm ơn. Thế nào KK? Không cần gấp vậy mà, xong xuôi rồi. Một lát gặp ở chỗ cũ. Hi Kenny, thế nào? Quả nhiên đúng giờ hả? Cảm ơn. Thank you. Không gì. Hôm nay má thì không biết điều. Bác đừng có nói gì. Là cháu cản trở bác đi mua sắm. Làm gì có. Anh xách đồ cho em và má sao cản trở. Hôm nay má trả. No. Bữa nay phải để cháu trả. Để cho anh trả tiền đi. Anh cứ nói là phải đãi má ăn cơm. Vậy à? Thưa bác, lâu nay được bác ủng hộ cho cháu và Jenny, cháu thường muốn kiếm dịp nào nói cảm ơn với bác. Bác nói thiệt, ban đầu hai đứa đám cưới về tới Hồng Kông. Nếu như nói má phản đối và không thích thì không phải, nhưng thật ra cũng lo lắm. Cậu biết tôi chỉ có Jenny, đứa con gái này là con gái cưng của tôi. Lỡ gặp người xấu thì không hay. Bây giờ má có còn lo hay không? Đương nhiên là không. Nhìn thấy con vui hơn trước đã biết con chọn đúng rồi. Sơn à, tôi rất cảm kích cậu. Xin bác đừng nói gì. Tôi rất muốn cậu sửa miệng kêu tôi là má. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Hay là thay đổi đề tài đi. Hay là mình có kế hoạch ra khơi chơi, có thể đi chung với ông ngoại. Cũng tốt, ông ngoại bây giờ về hưu chán lắm. Vậy thì phải. Miêu Thị là tâm huyết suốt đời của ông ngoại, đột nhiên bị dứt bỏ hết tất cả, thật là khó lắm. Nhưng vẫn đỡ, có bà con tiếp tay. Nếu như giao cho người ngoài thì không biết ra sao. Thưa bác, thật ra Sao hả? Dạ không gì, kêu đồ ăn nha. Được. Má đi toilet, hai đứa cứ kêu đồ ăn. Tụi con chờ má. Ok. Ông xã. Có chuyện gì? Không gì. Anh đang nghĩ có những chuyện không biết có nên nói hay là không. Em là vợ của anh thì anh có cái gì phải nói với em? Anh nghi ngờ nguy cơ gần đây của Mỹ Thị là do một tay của bác trai gây ra. Làm gì có. Anh chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ. Ông ngoại, bà gạt cả ông ngoại hay sao? Jenny, em đừng có bao giờ nói với bác gái nha. Không được. Jenny. Không được cái gì? Má mi. Jenny. Anh Sơn nói bà rất có thể là người một tay gây ra nguy cơ cho Miêu Thị. Các vị, trong kế hoạch chỉnh đốn lại giá cả của chúng ta, chúng tôi nhìn thấy nghiên thủ của công ty ở trong nhiều bộ môn đều có tình trạng quá dư, và trong tình trạng này có liên hệ tới 60 cái chức hệ. Nếu như các vị chịu tiếp nhận kế hoạch hồi hưu tự nguyện này, các vị có thể lấy được tiền hồi hưu và tiền bồi thường phước lợi. Về nội dung của kế hoạch là tính như vậy. Đủ rồi Samuel, làm người phải uống nước nhớ nguồn. Đám viên chức đã tận tâm tận sức cho công ty bấy nhiều năm. Cô đối xử họ như vậy à? Thưa ba, để công ty có tiến bộ cạnh tranh thì chúng ta không thể nào chỉ nghĩ tới tình người. Ba mặc kệ, miễn là bọn họ không có ai được đi hết. Xin lỗi, bây giờ tôi là chủ tịch của Miêu Thị, tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định. Mày
Trương Hợp Niên, ông mà nói sợ với bà tôi, ăn nói sợ với tôi. Đà, cô ta đúng lúc đó. Samuel nói là phải chỉnh lại giá cả, muốn làm sập miêu thị. Con biết. Xin lỗi bà. Tất cả vấn đề miêu thị đều do anh gây ra. Anh muốn đốt điện miêu thị của mình. Trương Hợp Niên, năm xưa nó không phải được ba của tôi nâng đỡ, anh có ngày hôm nay sao? Cứ tờ tiểu nhân bị ổi, tôi đã nhìn làm anh. Russell, chuyện này chúng ta về nhà rồi nói. Ba à, ba, điện thoại kêu bác sĩ Hà mau, còn đứng đó làm gì? Huyết áp của Mao lão tiên sinh đã vượt quá chỉ tiêu. Bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, tuy rằng ngày thường có vận động, nhưng mà tốt nhất là đừng có để ông bị kích thích nữa. À, tôi biết rồi bác sĩ Hà, làm phiền. Làm ơn đưa bác sĩ ra giường. Cảm ơn. Cảm ơn. Mami, ông ngoại ra sao? Bác sĩ nói thế nào? Ông ngoại không gì, đừng bị kích động nữa thì được rồi. Có phải kiểm tra chứng cứ không? Daddy, ba thật là quá đáng. Thương trường như là chiến trường, các người phải hiểu. Tôi không hiểu. Tôi với ông cùng nhau đánh giang sơn mấy lâu, có phải nhất định phải mất tánh người vậy mới là thành công không? Tôi không làm người khác cũng làm. Ít ra bây giờ miêu thị không có lọt vào tay của những kẻ khác. Mai này miêu thị có lợi tôi cũng chia tiền cho ba. Ba không phải là cần tiền. Ông coi nặng nhất là tình nghĩa mà ông đã xây dựng suốt bao nhiêu năm nay. Ông hiểu không? Chắc ông không hiểu rồi, tại vì ông bạc tình bạc nghĩa. Rosa, chúng ta ly dị. Mami. Thưa bác, bác đừng có xử sự nóng nảy. Rosa, chúng ta mới vừa làm lễ kỷ niệm. 25 năm không phải là thời gian ngắn. 25 năm, ông biết nói là 25 năm. Tôi ở chung vòng 25 năm, nghĩ lại tôi cũng thấy rùng mình. Nếu như là chân tình, 2 năm không chê ít. Nếu là giả nghĩa, 2 ngày cũng thấy nhiều. Thưa bác, thật ra chuyện gia đình của tôi, người ngoài không được xen vào. Ba, ba không thể như vậy. Ai là người ngoài? Ông mới là người ngoài, chỗ này là của Hồ Miêu, không quan nghe ông. Đi ngay. Rosa. Mami. Xin đi. Tối mai tôi sẽ cùng với đoàn thương vụ tới nước Đức ăn cơm. Đặt chỗ cho tôi. Dạ biết, ông trưởng. Anh trưởng, bà Rosa đã kiếm tôi làm luật sư đại diện cho bà đó. Đây là bản thỏa hiệp ly dị. Tôi là không ngờ bà thật là nghiêm túc như vậy. Và anh cũng đã quay mũi súng lại hướng về tôi. Đáng lý tôi định là từ chối, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, nếu như tôi làm luật sư cho bà thì có thể giúp anh khuyên can bà. Như vậy thì là làm phiền anh. Anh đi nước này, anh có nghĩ tới hậu quả như vậy hay không? Anh thấy là tôi có lỗi. Nguyên nhân tôi không có thích hợp làm ăn, tại vì tôi không hiểu cái thương trường như chiến trường mà anh đã nói. Nếu như đứng trên phương diện tình người, sorry, tôi không thể đứng bên cạnh anh. Hôm nay tôi chỉ có thể nói là tôi đã bỏ sót một số gì. Đã bỏ sót cảm giác của con người. Không thể nào để chuyện này lọt ra ngoài. Trên thế gian này không phải là lừa gạt bịp bợm, tức là dỗ ngọt với nhau. Nhiều khi quá rõ ràng chân tướng cũng không phải là một chuyện tốt. Có thể anh nói đúng. Vợ chồng chung đụng với nhau, muốn duy trì một gia đình hạnh phúc, cần phải dỗ ngọt với nhau. Thậm chí dễ dãi như mắt nhắm mắt mở. Bận lắm, kiếm anh tới có chuyện gì? Anh làm bận cái gì? Cùng lắm đi coi bạn gái thân quý của anh thôi. Anh Khang à, nè, ngồi xuống đã. Không gì, có chút chuyện chúng tôi muốn bàn thảo với anh thôi. Thế nào, là muốn mượn tiền có đúng không? Anh Khang thì thông minh. Ở không, căn tiệm của tôi á vừa mới được khai trương thôi, tôi trút hết tiền vô. Bây giờ đang cần xoay sở. Nếu như anh được tiện. Tôi không có được tiền lắm đâu. Thế anh bị xui như vậy, xảy ra chuyện gì? Anh à, em gái của anh ra tiền, anh có không cho sao? Nói thiệt với em nè, nếu cứ như vậy hoài, anh làm sao có thể ứng phó nổi? Chúng ta là anh em, sao lại ăn nói như vậy? Bà xã đừng nóng giận quá, coi chừng cái thai. Chính là vì anh em nên mới nói với em. Em ở chung với thế dân này chỉ là bị chết đói. Tuổi này mà còn mang thai, anh thì có biết nên mừng cho em hay là thấy buồn cho em? Anh nói đỡ chưa? Anh thiệt là quá đáng.
Thì phải, nếu như không phải mình coi tiệm cho anh, tiệm mà được khá vậy sao? Hỏi lương tâm của anh đi. Cái gì? Bà xã, bà xã, người nhà với nhau mà đừng có giận dỗi. Ai là người nhà của mày? Bà chị. Anh làm gì đi? Không mất mớ anh đâu, nó tự dấp té thôi. Nhớ, nhớ. Đình à, bỏ đi, bỏ đi. Anh ơi, có sao không? Bị nhẹ tôi không có gì. Điểm coi coi. Là chuyện nhỏ. Người ta mở tiệm tôi cũng mở cửa tiệm, thiệt đúng là mất mặt. Anh hơi chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần phải khẩn trương lắm. Xương sống lưng của má vẫn chưa có lành, má phải tự cẩn thận. Má chỉ có một thằng con, sao lại không khẩn trương? Má vẫn còn có một đứa con gái đó. Không lẽ có con cũng xảy ra chuyện để má phải lo thêm một người? Nếu như con thiệt thương má thì bớt ganh tị đi làm ơn. Má, má tới tiệm thuốc bác chờ con. Con sẽ tới đó mau. Má chờ con một chút. Nè, chuyện gì mà cứ rình người đàn bà đó? Đã kìa mới vô tiệm thuốc bác chờ con. Con lại làm gì theo dõi người ta? Làm chuyện bậy đó hả? Đừng có nói lớn. Xảy ra chuyện gì? Người đàn bà đó đội kiện xưởng xe của anh hai. Thằng Minh, xưởng xe của nó. Xưởng xe của nó có chuyện gì? Má đừng có hỏi nữa, con đã hứa với anh hai là không nói. Sao lại không nói? Mày bị tánh của tao, không nói tao không đi, tao đứng ở đây. Người đàn bà đó đội kiện xưởng xe của anh hai, bây giờ đang thưa kiện, có lẽ cả xưởng xe cũng bị mất. Hả? Xưởng xe của thằng Minh? Má, má, má thấy sao? Hả? Nè má, má sao rồi? Con đó, chuyện lớn như vậy mà không nói với má. Muốn chọc tức chết má hả? Má, má đừng có nói nữa, vô trọng nghỉ cho khỏe. Vô nghỉ ngơi đi má. Em đã hứa với anh cái gì đây? Em đã biết là má của mình tìm không thể kích động đâu mà. Tại sao em chịu sửa xe nói cho bà biết? Em không phải cố tình nói ra. Vừa rồi em với má đi chợ, em nhìn thấy được bà Đàm. Em muốn theo dõi bà coi có phát hiện gì hay không. Sau đó đã bị má biết. Em tưởng em là ai đi? Em làm như vậy người ta có thể kiện luôn em đó. Em chỉ muốn giúp anh thôi, không lẽ vậy cũng có lỗi? Thì là lỗi của anh đi, anh thiệt kém tài mà, được chưa? Em không có khi dễ anh là anh tự coi nhẹ mình. Em nói gì đi? Em đâu có nói rồi. Bị người ta đạp lên tí mặt mà vẫn im ru. Hôm xưa anh không phải như vậy. Thì cũng là nhờ cô thôi. Phải, em biết hôm xưa em thiệt làm sai nhiều việc, ai nấy đều giận em. Nhưng không phải chuyện gì cũng đổ trên đầu của em. Nè, không đổ lại đầu của cô còn đổ lại đầu ai? Hôm xưa nó không phải cuộc gạt má để ký dặn chuyện thì em nên khỏi phải đi ra tiền của người ta. Cô tưởng ngày người ta nói xì nói xỏ là dễ chịu lắm sao? Anh cũng biết làm người phải có chí khí, nhưng mà chí khí có thể ăn cơm thì sao? Có chí khí thì không phải nằm phố hả? Thôi bỏ đi, anh không muốn để cho má nghe được mình gây gỗ rồi lo lắng. Em về trước đi. Đi đi, nhìn thấy cô quyết không có chuyện tốt đâu. Nè, đừng để mặt hầm hầm ra ngoài chơi, phải vui vẻ một chút. Chỉ là chị đòi kéo em tới đây. Sao cũng được, vui vẻ là tốt rồi. Em vừa gây gỗ với anh hai, sao lại được vui chứ? Hề, uống thêm hai ly là bảo đảm sẽ được vui lại. Theo em thì chị muốn tới đây để học pha rượu. Ít khi tôi chịu cố gắng đi học, phải ủng hộ tôi một chút. Em sẽ ủng hộ chị. Hai người đẹp, muốn uống gì? Anh đẹp trai, anh thấy chúng tôi nên uống cái gì? Để tôi quyết định cho. Em thiệt là phục chị. Ly này gọi là nhất đại gia nhân, còn ly này là lộng lẫy tuyền trần. Thiệt sáng mắt. Thử đi. Màu thiệt đẹp. Coi chừng đó, càng uống càng ngon thì càng dễ bị say. Tôi không tin. Không tin? Pha thêm hai ly cho hai vị thử. Còn không mau.
Được, em đi toilet một chút. Jenny à, điện thoại bấy lâu vẫn không thể tiếp thu. Dạ phải, chỗ đó không thể tiếp thu. Anh tới rồi hả? Tới rồi, anh đã tới. Sorry, má không được vui, em phải lại đây thêm một hồi. Không có sao, em không cần gấp, anh chờ em. Bye bye. Bye bye. Làm ơn. Thưa ông, cần gì? Bia. Dạ được. Chị đã rồi. Nèo, phải đi rồi. Nèo. Anh đẹp trai. Chuyện gì? Cho tôi hai cái ly này. Có ngay. Hai ly lộng lẫy từ trần. Hello. Ngồi gì? Tôi định là đãi anh uống đó. Tại vì lúc trước đã gây nhiều phiền phức cho anh mà vẫn chưa nói câu xin lỗi. Không sao, không sao. Dạ, yeah, đừng khách sáo. Thank you. Mời tự nhiên. Thấy cô không có sao, tôi cũng mừng. Cô không sao chứ? Ừ. Anh có biết là anh thiệt giống chồng của tôi lắm hay không? Cô liệu quá nhiều. Không phải. Nhưng mà cái điều này không có giống. Là cái gì? Anh không tốt như anh. Cô thật là uống quá nhiều. Tôi hỏi anh một câu. Ok, hỏi đi. Anh có tin tôi đã giết chồng tôi hay không? Tôi không tin. Anh lặp lại thêm một lần. Tôi không tin cô đã giết chồng của cô. Cô không sao chứ? Không sao chứ? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, không có sao chứ? Chẳng là tuyệt đối, chẳng là một phân lưu. Nhưng cuối cùng có định lý. Chẳng là cùng đối, chẳng là cùng ước sĩ. Nhưng cuối cùng có định lý. 又再被得，又再失，竟没法知终点分远近，变化迷离分秒。原来是空，原来是梦，来静听风里呼喊声。故事谁来定真假？灰色倒影。Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.